Bích xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 12 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn là chương trình đặc biệt tìm hiểu luật di dân do Võ Thành Nhân thực hiện với luật sư Phạm Đức Tiến. Để mở đầu, Bích Phượng có mời quý vị theo dõi phần 1. kính chào quý chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay là một chương trình phỏng vấn đặc biệt để tìm hiểu một số vấn đề có liên quan tới vấn đề pháp lý về vấn đề di dân và đặc biệt chúng tôi cũng quan tâm tới vấn đề mà đi bộ tới sinh có nghĩa là vấn đề những người Việt Nam đã bị trả về Việt Nam và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi với luật sư Phạm Đức Tiến một trong những luật sư đặc trách về vấn đề di dân và di trú à, trước hết xin được kính chào luật sư vâng xin chào anh võ thành nhân và xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của sbtn hoa Thị đốn kính thưa luật sư khi mà chúng ta nói vấn đề di dân thì nó có rất là nhiều vấn đề đặc biệt vấn đề di dân từ Việt Nam qua đây để mà làm ăn đó thì gần đây được biết là có một cái dạng di dân gọi là EB-EB-5 EB và cái dạng nó như thế nào và cái điều kiện nó ra sao vậy thưa luật sư cái diện EB-5 như là anh vừa nói đó nó không phải là có mới đây đâu nó bắt nguồn từ một cái luật năm 1990 dưới thời tổng thống Bush cái mục đích của EB-5 là khuyến khích những người ngoại quốc mang tiền vào Mỹ đầu tư để giúp phát triển kinh tế của nước Mỹ à, cái diện này chỉ giới hạn trong 10.000 visa mà thôi, mỗi một năm cái kia là chỉ cấp cho chiếu khán khoảng 10.000 uh, chiếu khán trong cái diện EB-5 này trong tổng số tất cả những uh, cái diện khác ấy, thì cái này là coi như là rất là ít và những người theo diện EB-5 lúc đó là có thể có thẻ xanh tức là trở thành thường chúng nhân sau khi đã đầu tư tại nước Mỹ. Thì cái giai đoạn đầu đó trong 2 năm đầu tiên đó, thì rất ít người chịu vào nước Mỹ tại vì những người có tiền ở những cái nước mà chậm tiến đó thì họ nói rằng với một triệu họ sống ở nước họ có thể thích hơn, thoải mái hơn là vào nước Mỹ và khi đầu tư thì họ chưa quen thuộc với nước Mỹ, chưa quen thuộc với điều kiện của nước Mỹ có thể sẽ rất gặp khó khăn sau hai năm thấy ít người uh, đầu tư như vậy thì chính phủ mỹ mới lập ra một cái nó gọi là regional center tức là những cái cơ sở làm ăn đầu tư rất là lớn khuếch trương những nghệ lớn ví dụ như là uh, đại khách sạn chẳng hạn hoặc là những cái cơ sở nào mà số vốn đầu tư có lấy đến hàng trăm triệu đô la nhưng mà họ cho phép những người đầu tư được quyền bỏ vốn vào trong những cơ sở lớn đó chứ không phải cần phải làm ăn một không mình. cần phải làm ăn một mình, yeah. thì với số tiền nhỏ hơn tức là chỉ có nửa triệu thôi thì cái đó là coi như kể từ đó nó có hai diện EB-5. một là đầu tư một triệu và hai là đầu tư nửa triệu yeah. và cái đầu tư một triệu là hiện nay là rất là phổ thông mà mình được nghe nói nhiều ở trong cái cộng đồng người Việt cái đầu tư một triệu là như này là tất cả những đầu tư nào ở bất cứ nơi nào ở nước Mỹ đều có thể được hết còn nếu mà mình giảm xuống nửa triệu thôi thì người đó bắt buộc phải đầu tư tại những nơi mà kinh tế yếu kém, yeah. tức là những cái tiểu bang mà giống như ở Trung Mỹ hay là những cái tiểu bang ở North East hay North West không có thể tất cả các tiểu bang nhưng mà thuộc những cái vùng ngoại ô ví dụ ngay cả Virginia này chẳng hạn có thể có những vùng mà kinh tế nó yếu kém nó cách xa à, tức là không nhất thiết là là khác tiểu bang nhưng mà trong những tiểu bang phát triển cũng có thể có những, vùng, dạ. York, hạn, yeah. có những cái vùng ngay cả New York chẳng hạn có những cái vùng nó yếu kém thì cái đó người ta có thể đầu tư nửa triệu và đa số sau này họ đầu tư nửa triệu như vậy yeah. Yeah. và khi mà mình gọi là đầu tư hoặc là họ đi qua thẳng đây họ mua một cái business giống như là small business owner mua một cái nhà hàng hoặc là mua một cái nail salon hay là họ có những cái mảnh đất nào đó họ có thể trồng trọt trồng trọt kinh tác được thì họ cũng mua thì họ tự họ làm như vậy được cái đó là nó rơi vào những cái điều kiện đòi hỏi về vấn đề đầu tư trong cái vấn đề này, nửa triệu một triệu cái đòi hỏi đầu tiên đó là phải tạo ra công an việc làm cho 10 người phun thai 10 người đó là người ở tại Hoa Kỳ hay là ở bên Việt Nam mười đó à? phải là người của Hoa Kỳ người hoặc dân là ở thẻ Đông... xanh đúng rồi hoặc là quốc tịch Hoa Kỳ yeah, có thẻ yeah. xanh hoặc là có quốc tịch yeah. à, ít nhất 10 người đó. và cái thứ hai là phải tạo ra một cái cơ sở mới nếu mà mua lại một cơ sở cũ cũng được nhưng mà phải chứng minh là khi mua lại cơ sở cũ như vậy mình đã có một cái thiết lập được một cái cơ sở mới và xây dựng từ cái cơ sở cũ với cả một cái chương trình đầu tư mới nó sẽ phát triển tới như thế nào trong tương lai Tức là phải có trong cái bản dự án, cái kế hoạch về vấn đề phát triển nó cũng phải có và có một cái chỉ số nào đó mà nó đạt được cái cái đòi hỏi của chính quyền địa phương. Vâng, cái business plan mà chính phủ đòi hỏi bây giờ nó phức tạp hơn nhiều, nó đòi hỏi cả một cái kế hoạch đầu tư, những cái nghiên cứu về thị trường của vùng đó như thế nào và cái cơ hội để cái đầu tư đó có thể thành công ra làm sao. Vừa rồi tôi mới nói là cái đầu tư nửa triệu một triệu. Nhưng cái con số đó đã chấm dứt từ ngày 20 tháng 11 năm nay rồi. Con số đó bây giờ tăng gấp đôi. Tức là muốn đầu tư của những cái vùng gọi là Regional Center đó, đó bây giờ lên 900.000 và cái con số 1 triệu bây giờ lên 1 triệu 8 mới có thể vào Mỹ để mà diện đầu tư đó được. Tức là nếu mà muốn làm ăn, mở một cái cơ sở nào đó À, muốn mở một cái nhà hàng muốn mở một cái business nào đó thì phải là một triệu tám minimum để mà đầu tư. Yeah. Nhưng mà cái con số minimum nó cũng có một cái đặc biệt là con số minimum đó nhưng mà những người ở những cái quốc gia khác nó giàu có nó muốn đưa vào hơn một triệu tám thì Mỹ có cái kế hoạch nào để chặn lợi không hay là vẫn mở rộng để cho họ đem tiền vào để đầu tư? Không đâu có kế hoạch nào chặn những người mang tiền nhiều cái minimum là 900 000 ngàn. Yeah. tức là đầu tư tại regional center yeah. và cái đầu tư là 1 triệu tám là đầu tư tại thành phố do chính mình đầu tư mình điều khiển hết còn nếu mà mang càng nhiều hơn ấy, thì có thể mỹ lại càng mong muốn hơn vì như thế sẽ giúp kinh tế mỹ phát triển tôi thí dụ như cái đấy mấy năm là người trung hoa đã vào đây và đã mua nguyên cái dàn hệ thống sản xuất thịt heo yeah. smithfield thì bây giờ là thuộc về nữa về về những người tàu không phải của Mỹ nữa mà Smithfield là một cái uh, cơ sở sản xuất thịt heo lớn nhất của nước Mỹ nó để cung ứng cho tất cả thị trường của nước Mỹ mà bây giờ là người đó đã mua uh, thuộc về tàu rồi người tàu cũng đã mua luôn cả cái hệ thống uh, về dạp hát ở đây dưới cái hệ thống như là chắc anh biết EMC. AMC AMC. đó thì họ cũng đã mua nhiều năm nay là tất cả cái đó thuộc về một cái cơ sở một cái công ty tàu họ đã mua và những cái cơ sở đó lên đến hàng trăm triệu hoặc hàng tỷ đô la đó. Điều đó chứng tỏ là Mỹ không có giới hạn những cái chuyện đầu tư nhiều vào đây. Yeah. À. Xin được cảm ơn luật sư. Yeah. À, kính thưa vị, để tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được tham vấn cùng với luật sư Phạm Đức Tiến để hỏi thăm khi mà chúng ta có một cái khoản tiền như vậy đó những ở bức những người ở các quốc gia mà muốn vào Mỹ đó thì họ đi đến Hoa Kỳ một người đó mà thôi hay là cả gia đình của họ. Và nếu mà là cả gia đình thì cái số người giới hạn trong cái gia đình đó sẽ như thế nào vậy thưa luật sư? Cái trong cái diện uh, EB5 đó, những người nào đã được chấp thuận vào được Mỹ thì họ có quyền mang theo những người hôn phối của mình và tất cả những người con dưới 21 tuổi. Không giới hạn là bao nhiêu người con? có thể 5, 10 người con này hơn nữa đều có thể được. Với điều kiện những đứa nhỏ đó là dưới 21 tuổi. Và tất cả những người đó đều có thể xanh hết, đều có thường trú hết. Chỉ có điều là qua cái diện eb 5 này đó, cái thẻ xanh đầu tiên đó nó gọi là thẻ xanh có điều kiện, tức là Conditional Green Card. Cái điều kiện này á, có nghĩa là cái thẻ xanh nó chỉ có giá trị trong 2 năm sau 2 năm người đó phải xin một cái đơn nữa để mà xin uh, remove tức là bỏ cái điều kiện nó đi để được thẻ xanh vĩnh viễn tức là thẻ xanh 10 năm. Và khi nó là phải chứng minh rằng là trong 2 năm đó cơ sở làm ăn của mình đã tiếp tục thành công gặt hái được những thành quả tốt đẹp, vẫn tiếp tục uh, thuê mướn trên 10 người trong cái cơ sở của mình tức là cái con số mà luật sư vừa nói là trên 10 người con số công nhân, con số nhân công Đúng đó, vậy. hoặc là cái người làm việc đó nó ừ. là một những điều kiện then chốt để mà phát triển về vấn đề nạn thất nghiệp hay là nó có ảnh hưởng thì một cái số gì mà cái con số đó nó, nó đặt rất là kỳ vọng vào con số đó dạ thưa luật sư vâng nói? cái đó là một trong những điều kiện căn bản của cái diện e yeah. ngoài cái diện tiền bạc ra còn phải bắt buộc phải có 10 người trở lên trong cái cơ sở làm ăn của mình. Như vậy là những người đó làm ăn sẽ họ, họ sẽ bị ảnh hưởng cái luật của bộ lao động. Có nghĩa là vấn đề safety environment, vấn đề mà protection về vấn đề healthcare, vấn đề mà môi trường của Dĩ họ nhiên, làm việc. Phải đến khi phải đó theo đúng standard là là của Hoa Kỳ. Vâng, bởi vì khi đó là một cơ sở uh, uh, doanh nghiệp của Hoa Kỳ, thành ra tất cả đều phải theo tất cả những quy luật của Hoa Kỳ về lao động cũng như về thuê má về tất cả những cái khác. Như vậy ngành neo thì như thế nào thưa luật sư khi mà có những cái chemical substance có những cái quá chất như vậy thì cũng thì vậy thôi. Cũng Nếu phải... mà những tiệm neo thường hiện thời như thế nào thì mai mốt thành cơ sở lớn nó cũng sẽ phải như vậy. Nó cũng sẽ được bảo vệ. Vâng, yeah. phải được bảo vệ. Và như vậy là vấn đề mà chúng ta không nói cái vấn đề mà profit, vấn đề là những cái về già được về hưu phải được mấy cái bắt phát kịch giống như là à, những, những cái cơ quan hay là những cái sở lớn để mà họ cho nhưng mà không nhất thiết có những cái đó. đó thì không nhất thiết, không nhất thiết. Vâng. chỉ có công ăn việc làm mà thôi vâng. yeah. và như vậy đó thì 10 người đó minimum là 10 người nhân viên đó sẽ làm việc cùng chung với lại gia đình hay là con số người gia đình có một hai người bỏ vào được để mà cộng thêm con số chỉ số làm ăn không những người này là những người đã có thẻ xanh hoặc là quốc tịch mỹ Yeah. có nghĩa là khi người ta mới sang đầu tư thì những người trong gia đình đâu đã có Chỉ được. có một cái thể chế yeah, mà rồi. thể săn đó là conditional re yeah, đúng rồi. Họ cũng có được quyền làm việc. Họ được những căn cứ việc. là xây dựng trên 10 người trong của, nước Mỹ này của của cái địa phương đó. Dạ. Yeah. Yeah. Như vậy đó thì khi mà chúng ta nói em, vấn đề mà chuyển tiền trong lúc mà làm ăn mà bị hao hụt đó thì họ có quyền mượn tiền ở nước đất nước của họ rồi họ chuyển qua trong lúc mà họ có business ở đây. Cái vấn đề đó nó có uh, phù hợp với lãnh đề pháp lý của Hoa Kỳ không vậy dạ, tư lực sĩ? phù hợp chứ tất cả phù hợp nhưng mà cái chuyện được chuyển bao nhiêu hoặc là chuyển như thế nào thì tất cả những cái số tiền đó phải chứng minh là những cái tiền mà để đầu tư phải là hợp pháp tức là phải là một số tiền uh, Việt Nam hay dùng chữ tiền sạch đấy. tức là tiền phải có một cái nguồn gốc Conferency hoàn toàn đồng có nghĩa xoắn. là nó nó có được cái sự kiểm chứng trong sạch vậy? kiểm chứng được như thế này thí dụ như bây giờ một người nói là tôi đầu tư nửa triệu thì trong đó có một nửa là tiền của tôi một nửa là tiền của bố mẹ tôi cho do bán đất chẳng hạn thì cái tiền của tôi đó ở đâu ra thí dụ như nếu mà người đó là đi làm mà để dành có thì phải chứng minh là trong nhiều năm đã để dành như thế nào để đủ cái số tiền đó và cái tiền mà bao bán đất mà cho bố mẹ ông bà để lại cho cũng lại phải chứng minh là ngay từ đầu tiên đó, để có cái đất đó ông bà hay cha mẹ làm sao mà có cái đất đó mua ở đâu như thế nào bằng tiền gì rồi bây giờ mới tính đến chuyện cho con tức là chính quyền Mỹ cũng đòi hỏi rất là kỹ lưỡng cái chuyện đó trước khi cái tiền nó được đưa vào Mỹ. Yeah. Để tránh tất cả những cái tiền từ vấn đề ma túy hoặc là khủng bố. Và khi mà chúng ta nói tiền vào nước Mỹ mà những người EB5 khi mà họ có thể xanh hoặc là những người có thể xanh đi đoàn tụ ODP đó, họ cũng được cái quyền tương tự như vậy là đem tài sản của họ để mà đi vào nước Mỹ, họ bán nhà họ có 500 ngàn, 1 triệu họ được đem vô thoải mái. Ờ, cái luật của Việt Nam ấy, nó thay đổi rất là thường xuyên. Thành ra là hiện thời thì tất cả những người nào vào đây để đầu tư họ đều được quyền chuyển tiền vào. Hoặc là đi du học chẳng hạn phải có tiền mới đi học được. Thì với những mục đích rất là hợp pháp, hợp lý ấy, thì họ được chuyển tiền. Yeah. Ngay cả ODP, mấy đoàn tụ gia đình họ cũng được đem tiền qua. Vâng. Nhưng yeah. mà cái giới hạn bao nhiêu thì tôi không không có rõ là mỗi, yeah. mỗi, một khi họ đều có những cái sự thay đổi thì tôi không biết tức là mấy cái chương trình thay đổi như vậy thì mỗi lần những cái người mà đi qua đây họ đầu tư hoặc là họ đi du học đó họ cần phải có một cái cơ quan nào để mà cung cấp cho họ những cái tin tức về vấn đề pháp lý để cho nó được cập nhật thì theo luật Chắc chắn rồi, ừ. khi họ xin ở Việt Nam là họ phải biết rồi. Họ yeah. sẽ được cho biết. Yeah. Tức là họ từ Việt Nam họ đi qua đây là yeah. họ phải biết yeah. Và câu hỏi thứ tế nhị thôi, tức là người Hoa Kỳ họ có cảnh giác là vấn đề thâm nhập của những người cộng sản khi mà họ đi qua đây mà thuộc thì những người đó nhân viên nhà nước hay là những người mà sĩ quan của quân đội của cộng sản hay là những người nhân viên của cộng sản thì họ có bị giới hạn hay không hay là cái đó giao cho một cái trách nhiệm khác của một cái cơ quan khác để lo vấn đề đó và luật sư. Rồi cái đó thì ra ngoài cái phạm vi trong cái luật di trú. thì nó không không, không không biết được. Dạ, xin cảm ơn luật sư. Và kính thưa vị, để tiếp tục thì chúng tôi có một cái tìm hiểu về vấn đề công nhân từ Việt Nam có đến được Hoa Kỳ để mà lao động hay không. À, tại vì chúng tôi nhận được rất là nhiều những người bạn hỏi thăm là nghe nói đâu ở Hoa Kỳ nếu mà những cái người thân mà có những cơ sở hãng xưởng, những cái trại chăn nuôi, những cái nơi mà trồng trọt, canh tác mà cần nhân công hoặc là những cái ngành mỹ thuật, mỹ nghệ, làm những cái hoa văn mà nó cần cái skill set có nghĩa là cần những cái kỹ năng đặc biệt của người Việt Nam á, thì cái nguồn lao động từ Việt Nam qua Hoa Kỳ nó không phải là đi làm lao động nặng nhưng mà những cái loại mà lao động đặc biệt như vậy á, thì có thật sự là có cái chương trình đó hay không do đó nên chúng tôi muốn tiếp xúc với luật sư Phạm Đức Tiến để mà tìm hiểu thêm là hiện nay vấn đề Hoa Kỳ có mở rộng để cho công nhân Việt Nam đi qua đây để mà làm việc hay không, giả dạ thư luật sư à, Cái diện lao động á, thì tôi thấy nhiều người Việt Nam vẫn có hơi hiểu nhầm là Việt Nam có ký kết với một số nước trên thế giới là họ gửi hàng loạt người qua lao động ví dụ như bên Nhật chẳng hạn yeah. hay bên Đông Âu trước đây chẳng hạn. Đó đi hàng trăm người, hàng bao nhiêu người đó. Thì cái chương trình đó theo tôi biết ở Mỹ thì tôi không nghe nói tới. Nhưng mà Mỹ theo cái luật về di trú đó thì Mỹ có nhiều chương trình để những người vào đây để làm việc. Nó gọi là For Working Visa. Thì cái diện nó nhiều lắm. Nó từ EB1 cho đến... EB 5 như vừa nói cái đầu tư cũng là một thứ diện vào đây được xếp vào diện EB tức là employment base đó tức là vào đây để làm việc đó um, thì những cái diện lao động đó là bất cứ ngành nghề nào cũng vào được hết nhưng mà rất là phức tạp tức là nó chia làm nhiều diện khác nhau và nó cứu xét bởi cái nó gọi là từng case một chứ không thể nào đi hàng loạt ví dụ bây giờ tôi có một cái trại xong tôi mang hàng loạt người vào thì cái chuyện đó tôi chưa thấy ở Việt Nam có riêng cái chuyện mang hàng loạt người vào thì nó lại có một cái diện lao động ngắn hạn thí dụ như là những cái trang trại ở miền Nam của nước Mỹ họ cần những người thợ đến vào đây để thu lượm trái cây hoặc là gặt hái và những cái mùa và cái diện thứ hai là cái diện nó không thuộc về nông nghiệp thí dụ như đến mùa hè hay là mùa lễ nó có những cái khách seasonal sạn seasonal worker đúng rồi yeah. đó thì họ rất cần những cái người làm việc trong khách sạn chẳng hạn trong những cái resort những cái nơi nghỉ ngơi nghỉ mát đó chẳng hạn thì nó có một cái diện đó thì cái visa nó, nó thuộc cái diện nó gọi là hb2 yeah. cái diện này là nó chỉ có gút cho một năm thôi và cũng có thể gia hạn được chỉ có điều là muốn được cái diện này nó phải có một cái treaty tức là một cái thỏa ước giữa hai nước thì cái việt nam và mỹ chưa có cái thỏa ước đó mặc dù chưa có thỏa ước nhưng vẫn có một số người qua cái diện đó được trong những trường hợp đặc biệt tức là thực sự ra tòa đại sứ mỹ ở việt nam có cứu xét từng trường hợp một đó, trong cái diện này yeah. Yeah, chứ không có hàng loạt nhưng chính ra là phải có thỏa ước cái lý do không có thỏa ước là vì mỹ chỉ thỏa ước với những người nào mà trong cái diện trục xuất nhận lại những người trục xuất thôi mà Việt Nam thì thuộc cái nước mà không chịu nhận những người đã bị trục xuất khỏi Mỹ. Cho nên Mỹ chưa có cái thỏa ước về cái HP2 đó. À. Cái HP2 này nó ngoài cái, 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 cái có tính cách theo mùa như cái chữ anh vừa dùng đó. Nó còn có những trường hợp đặc biệt khác. Thí dụ như là nuôi dưỡng một người già yeah. mà home, đã ở một tình home trạng. Home care service không cái này nó phải nghiêm trọng hơn nữa ví dụ người già mà đã ở tình trạng coi như là không thể cứu chữa nữa yeah. trong một thời gian ấy. tức là nó có nhìn được trước một cái thời gian nào đó là người đó sẽ đi đó thì những trường hợp rất là nghiêm trọng như vậy thì mới có cơ hội có thể đi vào đây với diện như vậy yeah. Yeah. và khi mà chúng ta nói được phép để mà đến Mỹ làm việc những cái diện đặc biệt như vậy đó thì cái người đi làm vẫn phải đóng thuế như bình thường vẫn phải có một cái được được sử dụng những cái luật về lao động ở Hoa Kỳ giống như là những người bình thường ở Mỹ. Vâng, họ vẫn được bảo vệ bởi cái luật lao động dĩ nhiên yeah. rồi. Nhưng vấn đề thuế thì một cách tổng quát là những người nào mà có mặt tại Mỹ trên 183 ngày đều phải khai thuế. Thì với những cái lợi tức mà họ có thu được ở Hoa Kỳ này còn đóng hay không thì nó cũng lại tùy theo là nước Mỹ với nước đó có một cái thỏa ước gì về vấn đề thuế. Bởi vì nhiều người đó là họ có phải đóng thuế tại nước họ. Rồi sang đây làm việc họ lại phải đóng bên này, thành ra nếu mà có một thỏa ước đó, thì họ có thể được mình gọi là cái là trừ bớt đi đó, được credit cho những cái cái tiền họ đóng bên này yeah. bao nhiêu vân vân đó. Thì cái đó là tùy thỏa ước hai hai nước. Đó thì nếu mà muốn biết thêm chi tiết thì tôi đề nghị tham khảo với một chuyên viên về thuế. Yeah.